Chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Tuấn Dương đến quán cơm của cô Tư để coi chuẩn bị. Lát xíu thì sẽ phát những cái phần cơm cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở bệnh viện Chợ Rẫy. Thì đây hôm nay thì các bệnh nhân sẽ được ăn một cái món đó là cơm gà kho gừng. Nhìn gà rất là hấp dẫn nhé các bạn. Quá trời ngon luôn. Đây các nhân viên của cô Tư đang cho gà vào từng các cái túi này. Đó, đổ thêm cả nước vô rồi cột cái sợi dây thun vô. Còn đây là cơm cô Tư sẽ đơm vô những cái hộp xốp này. Sau đó rồi cho cả bắp cải xào. Rồi qua tới đây thì có một người khác sẽ cho những cái muỗng này vô chung với cái hộp. Đó. Rồi bỏ cái phần gà này các bạn này. Đây một cái phần gà này bỏ vô. Đó, đây là xong một phần. Đó. Cái đó sẽ xếp vô đây để phát cho bệnh nhân. Cô Tư ơi, nếu mà một phần này mà bán thì khoảng bao nhiêu tiền cô Tư? Nếu mình bán ra ngoài cho người ta ăn đấy. Bán cơm ở đây là một phần là 30 ngàn. Một phần là 30 ngàn. 30 ngàn nhưng mà... Không, nếu mà cái phần này ấy, mà bán thì... Là, nếu mà cái phần này thường nó là gà chặt như vậy là 25 ngàn. Mà còn nếu mà gà mà cô bán 30 ngàn thì theo cô là cô chặt đùi không ạ? À? Vâng. Cô kho đùi không ạ? À? Còn này là... kho là chung cái mông với lại cái đùi. Dạ. Nó nới hơn tí. Giá rẻ hơn đúng không? Vâng. Đây cái phần này nếu mà bán thì khoảng tối thiểu là 25 ngàn các bạn. Còn đây khi mà Mạnh Thường Quân gửi thì cô chỉ tính là có tính giá vốn thôi, coi là cái công là sẽ hùn cái phần công vô để phát cơm cho bệnh nhân nên là mới có được cái giá thành rẻ như thế này. Đây ngoài ra còn những cái phần sườn này nữa. Lát xíu cũng làm luôn hả chị? Đó, những cái phần cơm sườn này này. Đó. Cơm đã để sẵn lên trên giá này rồi. Lát xíu sẽ phát cho những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân này. Đây. Cơm sườn miếng và chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay của Tuấn Dương. Thưa quý vị các bạn, hôm nay thì Tuấn Dương sẽ cùng với cô Tư thực hiện cái chương trình đó là phát một cái bữa cơm tất niên cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở bệnh viện Chợ Rẫy. Thì chương trình này do gia đình cô chú Lý Ngô ở Canada tài trợ. Thì cô Tư hôm nay sẽ nấu khoảng 500 phần cơm. 600 mấy luôn. Vậy là tổng bao nhiêu phần cô? Vậy là hơn 600 phần cơm hơn 600 phần cơm. Hơn 600 phần cơm. Cái bữa cơm này là bữa tất niên cho bà con ở bệnh viện. Thì cô Tư đã chuẩn bị xong. Và hôm nay còn có ba cô chú nữa. Là cô chú Cửu, Thành và Quang gửi cái số tiền là 16 triệu để mình phát là 50 ngàn một người. Phát cho bệnh nhân hoặc là người nuôi bệnh. Thì con gửi cô Tư cái số tiền này là đây là 16 triệu cô cầm này. Bây giờ cô để từng cọc một cô phát trước. Cái này là 15 triệu này, cái này 1 triệu là 16 triệu. Thì phát hết này thôi. Thì cái đối tượng là ưu tiên là những cái người bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân. Thì mình căn cứ theo là những người có áo vàng mình sẽ phát. Để con hỏi thử một vài người đây nhé. Con chào cô. Cô đi nuôi bệnh hả cô? Dạ nuôi bệnh. Nuôi người nhà cô nằm bệnh gì cô? Nằm nhà thương ở trên khu D bị ung thư máu. Ung thư máu vậy là còn nằm bao lâu nữa cô? Không biết được. Không biết bao lâu. Dạ. Thì nào bác sĩ cho về vậy chứ không? Vậy là Tết là có khi ăn Tết ở bệnh viện luôn đúng không cô? Cô không biết luôn. Dạ vâng. Rồi cảm ơn cô, chúc cô và gia đình ăn Tết vui vẻ, còn người nhà thì sớm hết bệnh cô nhé.
Thưa bà con, hôm nay là cái chương trình phát cơm ngày cuối năm, bữa cơm tất niên. Thì hôm nay những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, ai mà được phát thẻ thì mỗi người mình sẽ được nhận cái số tiền là 50.000 và mỗi người được nhận một hộp cơm. Thì bà con cứ có thẻ thì mình bước lên mình nhận cơm, nhận tiền. Còn ai không có thẻ thì mình chỉ nhận cơm thôi. Chào mừng quý cô bác anh chị đã đến với chương trình cơm có thịt, quán cơm cô thư, cổng số 6, bệnh viện Chợ Rẫy. Để nhận cơm, bà con chỉ cần xếp hàng là có, mỗi người một phần. Rồi cô Tư phát đi cô Tư. Một người phát cơm, bây giờ cô lấy phiếu đưa tiền về cơm. Ngoài ra, bệnh nhân, người chăm bệnh sẽ được tặng 50.000. Số tiền này do ba cô chú Cường, Thành, Quang tài trợ. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn cô. Ăn Tết vui vẻ. Chào mừng quý cô bác anh chị đã đến với chương trình cơm có thịt, quán cơm có thịt, cổng số 6. Rồi, bước tới mỗi người một phần, chị ơi. Đi đi chị. Để nhận cơm, bà con chỉ cần xếp hàng là có. Mỗi người một phần. Có cơm trứng, cơm gà không ạ? À? Rồi, có hộp đào nhận phần đó nhá. Chương trình này được tài trợ bởi gia đình Mỹ Cô từ Canada. Ngoài ra, mỗi bệnh nhân bà con đang xếp hàng rất là dài để nhận cơm, thì ưu tiên những ai mà có phiếu thì sẽ được tặng. Đó, rất đông nha các bạn. Đó. Đâu có nhờ ai sâu đâu. Rồi đứng cuối hàng chị ơi. Sao đứng sau các bác thực sự à? Con kim chỉ có 10.000, nhắm mắt lại mà sỏi chỉ có kim. Đó, bà con xếp hàng rất là dài. Dạ. Quá lâu rồi. Chào cô, về nhà cô nằm bệnh đến khi nào mới về? Chưa có biết nữa. Chưa biết luôn, vậy à. Tết này có khi ở đây luôn à. Người nhà bệnh gì đấy cô? Bệnh ung thư phế quản. Vâng. Rồi thôi cô, chúc cô ăn Tết vui vẻ nhá. Hôm nay mình có thẻ thì mình sẽ nhận thêm 50.000 nữa. Dạ vâng ạ. Đúng rồi, có người nuôi bệnh hoặc là người bệnh thì có thẻ bệnh nhân là có tiền. Còn không thì là tặng cơm. Nhiều lắm, có vàng cũng có lắm. Đấy, mình nhấn cũng còn đấy. À, bệnh nhân có thẻ bệnh nhân đâu? À. Bệnh nhân mình không cho đâu, nếu mà nhiều lắm có mấy trăm người. Vâng, thì thôi có bao nhiêu được rồi, để hỏi xem là... À, anh cũng đang ở bệnh viện luôn à? Dạ, được rồi. Nói sai rồi, tiền cho mà mất. Đây, 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 đây. Đây ra ngoài, đây trước đây. Bệnh nhân sẽ được tặng 50.000. Số tiền này do ba của chú. Có thể cho cái chú kia là chú áo đỏ. Tài trợ công nhân. Cảm ơn. Chào mừng quý cô bác anh chị đã đến với. Không, không phải bệnh nhân thì không cho. Quán cơm của tư, cổng số 6, bệnh viện Chợ Rẫy. Để nhận cơm, bà con chỉ cần xếp hàng là có. Mỗi người một anh ơi, anh đứng cuối hàng anh ơi. Anh đứng cuối hàng, anh đứng cuối hàng đi ạ. Được tài trợ bởi gia đình Lý Hồ ở Canada. Ngoài ra, mỗi bệnh nhân hoặc người chăm bệnh sẽ được tặng 50.000. Số tiền này do ba cô chú Cửu, Thành, Quang tài trợ. Xin cảm ơn. Thôi mình khỏe mạnh nhận cơm là được rồi anh ơi. Chào mừng quý cô bác anh chị đã đến với chương trình cơm có thịt. Chạy xe ôm không có, chỉ có bệnh nhân thôi mới cho. Bệnh viện Chợ Rẫy.
Xin chào. Để nhận cơm, bà con không có anh ơi. Xếp hàng là có. Mỗi người không, một cứ phần. Xếp hàng nhận cơm thôi. Vui lòng không chen lấn xô đẩy. Chương trình này được tài trợ bởi gia đình Lý Ngô ở Canada. Không, mình còn có sức. Đây chỉ cho bệnh ngoài nhân thôi. Đây cho bệnh nhân thôi anh. Không. Bệnh nhân. Mình khỏe mạnh, mình đừng nhận tiền. Sẽ được nhận được chi? 50.000. Số tiền này do ba cô chú Cửu, Thành, Quang tài trợ. Xin cảm ơn. Không, không ơi ơi. Rồi, 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 cũng khá là tham lam. Họ đòi đã tặng cơm rồi còn đòi tiền, nhưng mà cái này chỉ cho những cái bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thôi. Rồi. Xếp hàng ra, xếp hàng đứng sau. Mỗi người một phần coi. Không không. Thôi thôi. Mẹ thấy mặt rồi mẹ cho. Xuống xếp hàng đi cô. Rồi, tới giùm đi, tới giùm đi. Rồi, ai có thẻ thì có tiền nhá. Đứng xếp hàng, rồi xếp hàng, rồi xếp hàng, rồi xếp hàng, rồi xếp hàng đi. Rồi, mỗi người đi đi cô ơi. Đây các bạn ơi, hôm nay cơm quá trời luôn, cơm ha. Rất nhiều. Thưa cô bác anh chị, thì cái mục đích là muốn để phát cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, nên là cái những cái phần tiền này đó thì sẽ những cái người mặc áo vàng này ấy, là họ là bệnh nhân. Còn có một số thỉnh thoảng có những người chạy xe ôm hay là những người họ đi làm có tiền, họ vẫn có cái sự tham lam, họ xin thì chúng ta không có cho. Chúng ta chỉ cho cơm thôi chứ không có cho tiền. Tiền thì ưu tiên dành cho những người chăm bệnh. Chỉ có cơm thôi anh ơi. Rồi đi đây, bước đi, bước tới. Không có tiền, bệnh nhân mới có tiền, đừng tham lam. Đó, có nhiều người đã bắt đầu xoay vào. Vâng. Rồi bước tới đi cô ơi, bước tới đi. Mỗi người một phần nhé. Cô này có thẻ đấy. Cô bệnh nhân à? Cho con coi thử đó. Đồ đức tài. Vâng, đây. Tạm trú. Những người có thẻ này sẽ được nhận tiền. Rồi cảm ơn cô nhé. Dạ vâng. Số hay số. Rồi mình cứ xếp hàng nối đuôi đi ạ.
Rồi, cảm ơn chị đi đi ạ. Rồi, cảm ơn cô nhá, ăn Tết vui vẻ, cô bước tới đi. Rồi, cảm ơn chị. Bước xếp hàng vô có, xếp hàng vô nhận cơm. Rồi, tới đi. Rồi, bước tới đi chị ơi. Cho tiền cô này đi này, cô có thể... Không, mỗi người một phần chị ơi, cảm ơn. Dạ, đâu không sao đâu, vâng. Cô cứ phát thêm cho hết đến đây đi, xong rồi cô ngưng. Rồi chờ xíu nha. Rồi chờ chút đi cô. Đây một số người khi mà họ biết có tiền thì họ đã quay trở lại, nhưng mà Tuấn Dương cũng đã phát hiện rồi. Và bây giờ sẽ chỉ phát nốt ra. Cô phát đi, cô phát đi, cô. Rồi bước tới đi nhá. Nhìn thì đưa cơm cho người ta em ơi, rồi đi cho lẹ. Đứng xếp hàng rồi anh ơi, đứng xếp hàng sau cùng nhá. Dạ. Rồi, có những người dễ thương mà lấy cơm khỏi lấy tiền. Rồi đứng cuối hàng anh ơi, đứng cuối hàng anh. Rồi tới luôn chứ, rồi bước tới thôi. Đưa đi. Rồi cảm ơn, rồi đi đi anh. Không. Rồi xếp hàng rồi em ơi, đứng vô sau. Đứng vô hàng đi ạ. Mọi người đứng vô hàng nha, đứng vô hàng xếp hàng rồi. Nối đuôi vô cô. Cô cứ phát đi, cô phát đi. Xếp hàng vô cô. Rồi mọi người xếp hàng vô đi ạ. Xếp hàng vô nha mọi người, xếp hàng vô. Rồi rồi cô phát. Xếp hàng vô cô, đứng cuối hàng. Đứng cuối hàng giùm con. Xếp hàng đi, xếp hàng. Rồi, bước tới đi. Rồi bước tới đi chị ơi. Mình không có thẻ bệnh nhân, không có phải là người chăm bệnh thì không có tiền. Bệnh nhân hoặc người chăm bệnh mới có tiền, có thẻ mới có tiền. Rồi tới cô kia thì ngưng cô Tư nhá. Rồi. Nhiều lắm. Cả mẫu người ta 400 triệu để cho con xin phần nữa. Vâng vâng. Rồi. Cảm ơn nhiều. Dạ dạ. Rồi phát cơm nha. Rồi.
Cái phần tiền dư đó thì chúng ta sẽ phát qua năm hôm sau. Vì bây giờ có một số bệnh nhân hoặc là người nhà bệnh nhân họ đã quay trở lại. Thế cái số tiền đó cô mình cứ giữ lại để lần sau mình phát tiếp. Cái hôm đầu năm mới thôi, cô giữ đi. Cô giữ đi. Không sao được rồi, đầu năm mới mình phát tiếp. Vì có những người họ lại họ lấy hai lần với lại họ mượn áo. Thì Tấn Dương cũng xin chân thành cảm ơn gia đình cô chú ở Lý Ngô, ba cô chú Cửu, Thành, Quang đã tạo điều kiện để phát cơm. Thì hôm nay cái số lượng cơm cô Tư làm gần khoảng 650 phần. Ở đây là cái cổng số 6 của bệnh viện Chợ Rẫy các bạn. Đây chỉ cách cổng bệnh viện Chợ Rẫy cỡ khoảng chừng chưa đầy 50 mét. Đó thì trong cô Tư sẽ để cơm ở trong cái tủ kia và phát hết cái số lượng cơm này thì thôi. Đó, và còn rất đông ra nhận cơm. Cả y tá hộ lý cũng ra nhận cơm nha các bạn. Bà con đang nhanh chân ra để nhận cơm. Những cái ngày này tất cả Tuấn Dương, cô Tư cùng các thuyền viên thì ai cũng bận, nhưng mà vì cái tình yêu thương bà con thì tổ chức ra cái chương trình nấu cơm, phát cơm rồi gửi cho bệnh nhân ở bệnh viện Chợ Rẫy. Cơm gà kho á chị. Cơm gà. Cơm gà kho. Cái gì đó hồi nãy lạnh cơm. Đâu tiền đâu có ai tiền. Dạ tiền ấy là hồi nãy có, nhưng mà do có một số người ấy, họ nhận rồi họ quay vòng lại họ xếp nên là ngưng phát tiền rồi. Có những người nhận hai lần, có người quay lại lần thứ ba người ta tham. Dạ vâng, nên là mình ngưng thì qua Tết lại phát tiền tiếp ạ. Dạ. 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 Người tham quá ăn vâng. Một lần thì họ lần quay lại họ có thì những người nói cho bà đó nãy lãnh tiền lãnh hộp cơm mà đó bây giờ ra lãnh nữa đó. Đê, chi đó vậy. Chị thấy không? Nhưng mà không nói cũng vẫn phát cơm. Đấy. Tham đúng là tham. Tức là người ta đã nhận nhận tiền nhận cơm rồi họ quay lại họ nhận tiền một lần nữa là em biết rồi. Và thôi chúc chị Tết vui vẻ nhá. Khoảng nếu còn ở đây qua Tết thì khoảng mùng 10 lại phát tiếp. Em cũng không biết, không có ra, tính cũng không ra đâu mà người ta cứ rủ đi, đi lại đó. Dạ, vâng. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị nhá. Dạ. Đó thì Tuấn Dương muốn là thứ nhất là tập cho bà con hai cái đức tính. Cái đức tính thứ nhất là chúng ta phải biết xếp hàng để nhận đồ, nếu không thì sẽ gây ồn ào mất trật tự. Cái đức tính thứ hai đó là phải biết cảm ơn khi mà nhận quà, nhận cơm. Cái đức tính thứ ba là trung thực. Vì vừa hồi nãy đó các bạn thì có nhiều người là đã nhận một phần cơm rồi, nhận tiền rồi, sau đó thì lại quay lại lấy cơm, lấy tiền một lần nữa. Em phát đi. Đây. Rồi gửi hai cô nhá. Thì phần tiền còn lại sẽ đầu năm mới sẽ tiếp tục phát lì xì cho bà con nhé. Bây giờ cũng còn chắc cỡ khoảng
hơn 100 phần cơm nữa rồi. Bây giờ mọi người ra lai rai. Nhận cơm à cô? Cô nhận cơm à? Đây rồi, có đây. Cơm đây cô. Gửi cô ạ. Ủa sao khóc vậy? Đây là gửi chị ạ. Rồi. Dạ bây giờ ngưng phát rồi cô, do một số người quay lại lấy lần 2, lần thứ 3. Vâng, rồi có một số là vào đấy cho mượn áo ra để lấy tiền. Vâng, nên là không có phát nữa. Dạ, rồi dạ. Cảm ơn cô ạ. Dạ, kim phủ ba thì vô cả được. Ủa hai đứa đâu ạ? Ủa hai đứa vậy? Một đoàn nữa các cô ra nhận cơm. Rồi, các cô xếp hàng đi, các cô xếp hàng đi mà các bạn phát cơm. Rồi chị phát đi, chị kêu mọi người bước tới. Rồi mỗi người một phần ạ. Anh em đứng sau cùng, đứng cuối hàng đi ạ. Rồi do có một số người gian lận quay lại lần thứ 2, lần thứ 3 nên là không phát tiền nữa. Dạ. Cô ơi, cô đứng vô hàng đây lấy cơm đi cô. Bước tới đi cô. Rồi, mỗi người một phần cơm đi ạ. Dạ, rồi rồi. Dạ, cô đi đi ạ. Ông mình quay camera này, ai lấy nhận lần 2 mình về mình coi kỹ lại mình biết ngay à. Thưa các bạn, thì đôi khi cái việc phát tiền ấy, nó cũng sẽ làm nảy sinh con người ta nảy sinh cái lòng tham và cái sự gian lận. Cũng chỉ một phần cơm 50 ngàn thôi, nhưng mà họ nghĩ ra đủ cách. Nào là vào thì quay lại bịt khẩu trang, rồi nhận áo, rồi cái áo đó thì cho một cái người khác mượn để nhận tiền. Bây giờ còn những cái phần cơm tiếp tục đợi bệnh nhân ra để nhận. Thì thông thường là tầm khoảng bây giờ đang là 16 giờ và 5 phút rồi. Thì bệnh nhân thì họ sẽ ra đây đến cỡ khoảng lai dai đến khoảng 17 giờ để họ nhận cơm. Tuấn Dương xin chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Và hãy đừng quên bấm nút like cho video, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để theo dõi thêm nhiều video mới từ Tuấn Dương, chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn cũng như là những các cái hoạt động từ thiện để chia sẻ những cái phần cơm cho bà con. Tuấn Dương xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bán rồi, ngày nào nghỉ Tết cô? Ngày nào mới nghỉ Tết? Cô có về ăn Tết đâu? Về Quảng Ngãi. Quảng Ngãi chừng nào cô mới về? Hôm sáu về. Còn bán mấy ngày nữa luôn? Dạ rồi. Vâng, chúc cô về ăn Tết vui vẻ nhá. Dạ. Đó, những người buôn bán hàng rong thì họ cũng tranh thủ xin một cái phần cơm để mà ăn. Cũng bớt đi một phần chi phí các bạn. Mỗi phần cơm này mua cũng 25 ngàn, không có ít đâu. Dương xin kết thúc cái video clip này tại đây nhé. Rồi cảm ơn cô Tư và các cô nhá. Con xin phép dừng cái video ở đây nhé. Rồi cô phát nốt cho các bà con đi. Dạ.
chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay của Tuấn Dương. Thưa quý vị các bạn, hôm nay thì cũng trời tối rồi nhưng mà Tuấn Dương tới quán cơm của cô Tư để gửi tiền các cô bác anh chị gửi giúp để nấu cơm. Thì đầu tiên là gia đình cô chú Lý Ngô ở Canada có gửi 11 triệu. Thì 10 triệu sẽ để nấu 500 phần cơm, còn 1 triệu thì sẽ gửi để cô Tư tặng cho những cái người mà giúp việc cho cô. Kế tiếp là có gia đình cô Ánh ở Seattle thì mới gửi Tuấn Dương chiều nay thì số tiền là 300. Đây thì cô Ánh, cô chú ở Mỹ về, cô chú ở Seattle có gửi 300 để nấu cơm từ thiện. Thì Tuấn Dương cũng có nói rằng là cũng có thể là sẽ nhận, và tức là nhận nhưng mà có thể là qua Tết thì mới phát cơm. Qua Tết mới phát cơm. Người thứ ba là ông bà Phú ở Mỹ, số tiền là 7,5 triệu. Và người thứ tư là cô Xuân Hương, số tiền là 6 triệu. Thì hôm nay Tuấn Dương sẽ tới để gửi cô Tư những cái số tiền này để nấu cơm. Ngoài ra thì còn có gia đình ba cô chú nữa cũng gửi tiền để phát tiền cho bệnh nhân. Thì Tuấn Dương sẽ căn cứ theo tình hình thực tế để Tuấn Dương phát cái số tiền này. Đây, con chào cô Tư. Và xin lỗi hôm nay tới cô hơi trễ. Nay cô nghỉ rồi à? Cô nghỉ lúc 5:30. Và cô ấy thì từ nay tới Tết thì cô nhắm tính làm đến ngày nào thì nghỉ? Nếu mà con rảnh thì cô Tư nấu thứ 6, thứ 7. Dạ, có thể là khoảng 2 buổi nữa đúng không? 2 buổi nữa. Thì cứ tạm biết như thế đi. Thì bây giờ con xin phép là con sẽ gửi đến các cái số tiền mà các cô chú giúp mình. Thì đây danh sách theo cái bao thư này đây cô. Thì giờ con sẽ gửi cô đầu tiên là cô kiểm luôn giùm con số này là 300 của cô Xuân Hương. Rồi, đúng 300 đô đúng không? Ok. Rồi tiếp đến là bây giờ mình sẽ ưu tiên mình nấu trước là của gia đình cô chú Lý Ngô. Cái số tiền là 11 triệu cô cầm này, đấy là 10 triệu này. Nấu cho cô chú này trước bởi vì cô chú này gửi trước rồi. Thì 1 triệu này thì gửi cô cho những cái em mà nó phụ giúp với cả cô đó. Cô chú đó Lý Ngô ở Canada, cô chú gửi trước. Rồi còn kế tiếp là ông bà Phú ở Mỹ là 7,5 triệu. Và cô Xuân Hương 6 triệu. Thì tổng cộng là 13. Đây là 13 triệu nữa. Đây cô kiểm tra giúp con. 13 triệu 500. Vâng, cô đếm lại đi. Này có 11 triệu 500. Rồi 13 triệu 500 là trong đó của cô Xuân Hương là 6 triệu và ông bà Phú ở Mỹ là 7,5 triệu. Thì đó thì nếu mình sẽ ưu tiên là mình nấu cho gia đình cô chú Lý Ngô trước ạ. Thứ 7 mà nấu cho ai? Thứ 7 thì nếu mà được thì mình sẽ nấu đây có 3 người thì mình sẽ chắc chỉ nấu được không, hay là thứ 7 mình làm ít thôi, thứ 7 làm cho cô Xuân Hương đi. Vâng, là không, làm 6 triệu thôi, làm cho 300 phần đi. Còn lại vâng vâng, nhưng mà vì là tức là ý cùng một ngày luôn đó cô hay sao? Không, thứ 6 mình bán ở đây, sáng thứ 7 mình bán là cũng đặt ở đây 500 cũng được. Thì, vâng, bán cho cô chú gì đó 11 triệu đó thì mình nấu ở thứ 6 đi. Thứ 6 là phát tại đây đúng không? Vâng. Vâng, vâng, vậy thì 300 phần kia của cô Xuân Hương mình sẽ phát ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nhé. Còn 7,5 triệu với 300 đô này để qua Tết. Vâng, 7,5 triệu với 300 đô thì mình qua Tết mình làm đi. Rồi ok, vì thì còn cái hôm mà ở gia đình cô chú Lý Ngô này thì có một ba cô chú nữa cũng sẽ gửi tiền để phát mỗi người 50 ngàn thì con sẽ đổi tiền con mang tới. Rồi thì chừng nào mình phát đầu năm mình vô là con nói là lì xì luôn đúng không? Không, thì cái này là có thể phát luôn trước Tết luôn. Vậy hả? Cái 50 ngàn này, thứ 6 này ấy. Thứ 6 này luôn, cho nó gọn. Vâng, thứ 6 này luôn nhá. Thì cái
Đó thì hôm đó mình sẽ như nào? Mình phát phiếu hay là mình sao? Phát phiếu con cho ta ra xếp hàng hết. Là mình mới phát phiếu mới có lãnh. Người vâng. nào vô lãnh mình đâu có đủ. Ok. Rồi, vâng. Cứ căn cứ theo ai có phiếu thì mình gửi 5 ngàn. Vâng vâng. Cơm. Rồi ok. Dạ vậy cô nhá. Dạ. Dạ. Thì thưa cô bác anh chị là như vậy là từ nay tới Tết thì cố gắng lắm thì cũng chỉ thực hiện được 2 chương trình nữa. Còn nếu mà các cô bác nào gửi thì cũng sẽ giữ lại và để qua Tết thì mới tiếp tục cái chương trình nấu cơm. Bởi vì là trước Tết thì bà con người ta cũng về quê, đúng không cô? Và với ai cũng phải nghỉ mình và với mình cũng phải nghỉ để mình lo nhà cửa Tết. Ok, vậy cảm ơn cô Tư nhá. Rồi đến hôm nay mà phát cơm thì mình sẽ quay tiếp để các bạn coi nhé. Rồi, cảm ơn các bạn.